Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái tản văn trong một quyển sách mình rất là thích. Và đây cũng là một cái hobby mình rất là thích mỗi ngày. Đi làm về có thời gian thì mình sẽ đọc những cái điều hay, ý đẹp và để giúp cho tinh thần của mình được thoải mái. Và hơn nữa, đây là Mica hàng ngày. Hôm nay thì mình sẽ không có mặc vest, quý vị thấy đó, đơn giản áo sọc cho nó quê chút xíu. Thật ra mình là một đứa Úc ở trong gia đình, không có khó tính như mọi người hay nghĩ đâu, chỉ là khó với chính mình thôi. Mọi người thường thường thấy mình ít nói hoặc là không có hòa đồng, thì không hòa đồng lắm, nhiều khi cũng tùy theo là phận trúng cái kênh nào đó, mình thích nói thì mình sẽ nói rất là nhiều, còn không thì cũng không có nói. Vì lý do đó thì mọi người nghĩ là mình rất là khó tính, chỉ là khó tính trong vài việc mà thôi. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái tản văn của cái tựa đề sách Làm Như Chơi của thầy Minh Niệm. Làm Như Chơi, cái tựa đề nghe nó có vẻ buông lỏng quá phải không? Làm thì làm như thế nào là làm như chơi? Làm như chơi thì công việc nó có hoàn tất hay không? Làm như chơi như vậy thì suốt cả đời nó có cái thành quả gì không? Thực ra trong lúc chúng ta làm, chúng ta cũng có những khi mà chúng ta làm nhiều việc quá đó, thì mình làm như là một cái robot vậy đó. Mình không có suy nghĩ, không có để tâm vào công việc của mình. Mình cứ làm và mình quên đi. Đôi khi đó mình không có chú ý đến những việc mình làm, nhiều khi nó sai mà mình cũng không biết nữa. Thì qua cái tản văn này và quyển sách này mình rất là thích, mình sẽ chia sẻ với mọi người nha. Cái chương này đó nó có tựa đề là Bất Hưởng Thụ. Theo kinh nghiệm giác ngộ của Đức Phật là muốn mời lên những tính chất phi thường trong mỗi người thì phải tập buông bỏ bớt sự hưởng thụ. Cơ bản á, là phải tham thường bất túc, tức là ăn mặc ngủ không nó cho quá đầy đủ, mỗi thứ thì phải thiếu một chút. Hưởng thụ là tìm tới sự thỏa mãn, dung dưỡng cho bản năng, tô đậm lên cái tính chất bình thường đến tầm thường của con người. Hưởng thụ là trao quyền thống trị cho cảm giác, chấp nhận để tâm trí mê mờ mà không cái nhìn thấy đúng, sai, thật, giả, điều nên làm và điều không nên làm. Hưởng thụ là làm cho tâm tham đắm nó phình to và nhạy cảm, khiến ta luôn bận rộn tìm kiếm thêm cái cảm giác dễ chịu để lấp đầy những khoảng trống. Giống như là càng ăn thì càng thèm, càng lao vào tình dục thì càng khao khát tình dục. Hưởng thụ là làm cho bào mòn năng lượng, sức khỏe, trí tuệ của tuổi trẻ và tê liệt khả năng phấn đấu vươn tới những giá trị lớn hơn và con đường lớn. Hưởng thụ là làm lớn dậy thói quen tìm kiếm những cảm giác dễ chịu, tránh né cảm giác khó chịu, sức chịu đựng và bản lĩnh sẽ ngày một yếu dần. Càng hưởng thụ thì càng tin tưởng hạnh phúc đến từ thuận lợi hay là hấp dẫn bên ngoài, đồng nghĩa với suy yếu về niềm tin và giá trị hạnh phúc bên trong. Xưa nay thì các bậc thánh, bậc thiên tài hay là người tài ba, để đạt được những thành tựu vĩ đại thì họ đều phải biết nhịn, không hưởng thụ những thứ mà đáng được hưởng, và tiện nghi vật chất đến tiện nghi tinh thần, tức là danh dự và tình cảm. Ngoài những mặt trái của sự hưởng thụ đã nêu trên, có lẽ các bậc hiền tài ở trong thiên hạ đều ý thức được rằng mọi thứ trong đời trời đất này đều là của trời đất. Nếu mà hưởng nhiều thì sẽ nợ nhiều, như vậy thì còn phước đâu mà làm những việc lớn nữa. Nói cách khác, bớt hưởng thụ là người ta đang tích tụ năng lượng để gây dựng sự nghiệp lớn mà không phải trả giá quá đắt. Để buông bớt sự hưởng thụ, ngoài việc là dùng ý chí để nhắc nhở, ta cần tới sự giúp đỡ của ý thức, của khả năng nhận diện và quan sát thường trực những gì đang diễn ra trong dòng cảm giác. Chỉ dưới ánh sáng spotlight
spotlight tức là đèn pha chiếu vào nhân vật chính ở trên sân khấu đó, thì spotlight của tỉnh thức và mọi đối tượng mới lộ rõ ra bản chất giả tạm của nó và sẽ không còn cơ sở để mà nó giãn nở hay là nắm thế chủ động. Tất nhiên, khi nào mà không vượt qua được nỗi bản năng thì cứ hưởng thụ theo tiếng nói thì thầm thân thuộc ở bên trong là sống thì phải hưởng thụ. Còn mà khi nào tỉnh ổn thì hãy mạnh dạn bứt phá ra khỏi cái tập khí phàm phu ấy để khơi dậy chất thánh ở bên trong. Đây là lựa chọn của mỗi người chứ không có gì là đúng sai cả. Như câu cuối của tản văn này nói đó, đây là lựa chọn của mọi người. Mỗi người, không có gì là đúng sai cả. Thật là như vậy. Thì mỗi người chúng ta sẽ sống trong cái hoàn cảnh khác nhau, môi trường khác nhau và có những cái nhu cầu khác nhau. Cho nên đó là cái sự lựa chọn của mọi người. Đối với chính bản thân của mình là mình nghĩ cuộc sống nó càng đơn giản thì nào thì mình có khả năng, có năng lượng để làm những việc khác nó theo cái ý nguyện, ý muốn của mình, những cái ước mơ của mình. Cho nên cuộc sống có thể là chúng ta mua một cái tủ lạnh nhỏ hơn một chút và có thể là có cái tủ sách có nhiều sách hơn một chút, có rất là nhiều cách chúng ta cũng có thể tìm nguồn vui và rèn luyện bản thân của mình. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người những cái điều này một cách rất là informal, rất là bình thường. Đây là những điều mình đọc hàng ngày. Thường thường sau khi đi làm về thì mình wind down, mình có thể uống một cái ly nước với chanh và mình đọc những trang như thế này. Rất là thích, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Ok, bây giờ đây là chia sẻ ngắn của mình. Chúc tất cả mọi người thật có được một cái giấc ngủ ngon. Và nhớ, mình không có khó tính lắm. Xin thân chào tất cả.